Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong Bad News trên kênh Bad TV. Sau khoảng thời gian dài mất tích kỳ lạ trên mạng xã hội, thậm chí không nói không rằng xóa hết ảnh trên Facebook cá nhân, thì mới đây Jack đã có động tĩnh bằng hai tấm ảnh tự sướng vô cùng xinh xắn, khiến cộng đồng fan đóng phát mê. Trong ảnh, Jack diện áo khoác dùng màu đỏ hình chuột Mickey vô cùng hóm hỉnh. Bên cạnh đó còn không ngại tạo dáng gương mặt giận dỗi, chu môi khiến người hâm mộ bất kỳ thích thú. Kèm theo hai bức ảnh tự sướng, Jack còn không quên gửi lời chào hỏi đến những người có cùng thời gian sinh hoạt với mình bằng câu "Hello những người tối thức sáng ngủ". Từ dòng status này, nhiều fan cho rằng Jack đã tiết lộ đồng hồ sinh học của mình đang đi ngược lại số đông khi anh đã dành đa số thời gian làm việc cho buổi tối, đến tận sáng mới chịu tranh thủ nghỉ ngơi. Với kiểu sinh hoạt trái gió trở trời như thế này, nhiều đám bày tỏ sự lo lắng nhất định dành cho sức khỏe của nam ca sĩ gốc Bến Tre. Tuy nhiên, sau tất cả, đông đảo người hâm mộ vẫn rất phấn khởi khi Jack đăng hình trên Facebook cá nhân, vì thời gian qua nam ca sĩ đã chọn cách ở ẩn để tránh né loạt lùm xùm với nữ diễn viên Khánh Vân, khiến không ít đám sốt sắng khi không thấy bất kỳ cập nhật mới nào của thần tượng. Hai ngày trước, trên Instagram của Jack cũng đã đăng tải hai bức ảnh đen trắng trong những bộ trang phục vô cùng chất, kèm với một dòng tin đầy ẩn ý, Julie. Nhiều người tin rằng tháng 7 tới, Jack sẽ quay trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới sau sự thành công vang dội của Là Một Thằng Con Trai. Những thông tin mới nhất của Bad News ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, share và nhấn subscribe cho kênh YouTube của Bad TV để cập nhật những thông tin thú vị hơn nhé. Xin chào!